Hả? Thì ra là mẹ con bà gài bẫy tôi, định dùng mấy cái tấm hình đó gây áp lực cho tôi đó hả? Tôi không có sợ đâu. Nè, mạnh miệng với tôi quá ha. Không ra gặp tôi đi, rồi sẽ biết kết quả như thế nào. Alo, alo. Khốn nạn thiệt mà. Trời ơi, cái này mà zoom 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 vô một tí nó bự bự cái mặt ra ha. Nó sắc nét một chút ha. Vợ ông mà thấy thì có nước bả lên nóc nhà bả ngồi.